Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo sau khi xem hết video này để đồng hành cùng chúng tôi cũng như đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Chiều ngày 7 tháng 2, VFF ra quyết định khẩn về hợp đồng nghìn tỷ của huấn luyện viên Takeshi Sekizuka. Người hâm mộ sung sướng tột cùng. Sáng ngày 17 tháng 2, sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán tại quê nhà, huấn luyện viên Chuse đã trở lại Việt Nam. Sau chuyến bay dài hơn 10 tiếng từ Pháp trở về Việt Nam, ngay khi huấn luyện viên Philippe Rousseau trở lại Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức phiên họp bất thường ngay trong sáng cùng ngày. Và rất có thể VFF sẽ lại thông qua quyết định chia tay huấn luyện viên Philippe Rousseau và tiến hành thay đổi nhân sự lãnh đạo. Cuộc họp diễn ra tại Hà Nội. Trong cuộc họp này, tương lai của huấn luyện viên Philippe Rousseau là một trong những vấn đề quan trọng sẽ được đưa ra bàn bạc. Ông Chuse hiện đang còn hợp đồng với VFF đến tháng 7 năm 2026. Chiếu theo thời hạn này thì nhà cầm quân người Pháp sẽ còn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với đối thủ là Indonesia ngày 21 tháng 3 trên sân khách và trận đấu thứ 2 là vào ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. U23 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar vừa qua. Tuy nhiên kết quả yếu kém và lối chơi thiếu bản sắc mà đội tuyển Việt Nam dưới trướng huấn luyện viên Philippe Thiếu thể hiện tại Asian Cup 2023 vừa qua vẫn là sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận. Do đó, VFF sẽ xem xét về việc thôi hợp đồng sớm với chiến lược gia người Pháp. Theo nhiều nguồn thông tin từ nội bộ VFF, dù trước đó trong cuộc gặp gỡ với truyền thông cách đây ít lâu, Tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi khẳng định Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đánh mất niềm tin vào huấn luyện viên Philippe Thiếu dù thất bại ở Asian Cup 2023. Tuy nhiên, mọi thứ giờ đã thay đổi. Trước những động thái tẩy chay từ đội tuyển và từ người hâm mộ và các nhà tài trợ, VFF không còn tin tưởng vào ông Chuse và gần như chắc chắn hai bên sẽ chia tay. Ứng cử viên thay thế ông Chuse là ông Takeshi Sekizuka, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Olympic Nhật Bản. Bên cạnh đó thì ông cũng đã được nhiều quan chức VFF tin tưởng. Được biết thì ông huấn luyện viên Philippe Thiếu không bất ngờ khi ban lãnh đạo VFF họp và biểu quyết sa thải ông. Một trong những quan chức của VFF cho biết: "Chúng tôi đã làm việc với huấn luyện viên Philippe Thiếu trong cuộc biểu quyết. 14 trong số 16 thành viên đồng ý sa thải huấn luyện viên Philippe Thiếu. Dù hợp đồng của chiến lược gia sinh năm 1955 còn 2 năm nữa mới hết hạn." Trước khi trở về Pháp nghỉ Tết Nguyên đán, ông Chuse cũng đã nắm được tình hình. Vị quan chức VFF nói thêm: "Dù không tiếp tục làm việc cùng nhau nhưng VFF vẫn tôn trọng huấn luyện viên Philippe Thiếu, ghi nhận những gì ông ấy cống hiến cho bóng đá Việt Nam." Sau khi huấn luyện viên Philippe Thiếu chia tay đội tuyển Việt Nam, vấn đề dư luận quan tâm đặc biệt là ai sẽ thay thế ông Chuse ngồi ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trước đó có rất nhiều huấn luyện viên châu Âu ứng cử với VFF, trong đó phải kể đến là Robert, người Croatia, cựu huấn luyện viên đội tuyển Bosnia và Herzegovina, cựu cầu thủ của hai câu lạc bộ lừng danh Barcelona và Real Madrid. Ngoài ra thì huấn luyện viên Takeshi Sekizuka được cho là nộp đơn ứng cử vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Đây là ứng cử viên có hồ sơ nổi bật nhất trong số các huấn luyện viên đang liên hệ với VFF để sẵn sàng thay ông Chuse. Vị trí nước gia sinh năm 1960 đã có 6 trận đấu dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản. Dù có nhiều ứng cử viên nặng ký, đến thời điểm này VFF vẫn chưa có quyết định cụ thể bởi đang trong quá trình sàng lọc để chốt danh sách sẵn sàng khoảng 2 đến 3 cái tên phù hợp nhất trước khi đàm phán hợp đồng. Một quan chức VFF cho biết hiện chúng tôi đang tập hợp hồ sơ ứng cử viên tham gia vị trí vào huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam thay thế cho ông Philippe Thiếu. Sau đó thì VFF sẽ chuyển hồ sơ cho Hội đồng huấn luyện viên quốc gia để tư vấn. Thường trực VFF sau đó tiếp cận với một số ứng cử viên để đàm phán tìm ra người phù hợp với bóng đá Việt Nam. Về vấn đề tài chính, vị này chia sẻ việc tìm huấn luyện viên mới cho đội tuyển Việt Nam không hề dễ dàng. Huấn luyện viên mới phải phù hợp với văn hóa Việt Nam, với cầu thủ và tình hình tài chính của VFF. Với khả năng hiện tại của VFF, tôi tin tưởng rằng chúng ta đủ khả năng gánh vác chi phí và mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên chúng ta phải chi tiêu tính toán hợp lý, liệu cơm mà gắp mắm. Được biết nếu mọi việc thuận lợi thì VFF sẽ đàm phán với ứng cử viên phù hợp nhất vào trong tháng 2 này và việc công bố tân huấn luyện viên trưởng vào tháng 3. Dự kiến vào đầu tháng 3 đội tuyển Việt Nam sẽ có đợt tập trung đầu tiên trong năm 2024. Và đây cũng là dịp để huấn luyện viên trưởng ra mắt. Hợp đồng của huấn luyện viên Chuse có thời hạn từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 với mức lương là khoảng 60.000 đô la Mỹ một tháng, tương đương với 1,46 tỷ đồng. Nếu sa thải huấn luyện viên này ngay sau Asian Cup 2023, VFF sẽ phải đền bù 30 tháng lương hợp đồng còn lại. Đó là chưa kể những điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên. Khi ấy số tiền đền bù có thể lên đến mức là 45 tỷ đồng. Đây là một con số không hề nhỏ về ngân sách của VFF. Cần biết mục tiêu tài chính trong năm 2024 của VFF là thu hơn 317 tỷ đồng, chi hơn 310 tỷ đồng và dự kiến lãi là 7,4 tỷ đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc số tiền đền bù hợp đồng cho huấn luyện viên Philippe Thiếu có thể chiếm đến 14% nguồn thu của VFF
gấp khoảng 6 lần số tiền lãi dự tính. Một nguồn thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày 17 tháng 2, Bầu Đức cho biết ông sẵn sàng trả mức lương khủng lên đến 100.000 đô la một tháng để mời huấn luyện viên Takashi Sekizuka để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhiều người cho rằng mức đãi ngộ quá hậu hĩnh của ông Bầu Hoàng Anh Gia Lai đưa ra là quá phi thực tế, nhưng vẫn hy vọng là VFF và Bầu Đức sẽ biết cách trọng dụng nhân tài. Vì chúng ta đã chảy máu chất xám quá nhiều rồi. Ông Đức thực sự là một người tâm huyết với sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Từ đào tạo bóng đá trẻ, huấn luyện viên và thành tích của đội tuyển Việt Nam trong mấy năm qua, huấn luyện viên Philip Thuser đã đưa ra một số nhận xét về đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023 trên mặt báo Nhật Bản. Trong đó, cuộc phỏng vấn mới đây của nhà báo Tatsura Tsuchi trên tờ Friday Digital, huấn luyện viên Thuser đã đưa ra những bình luận nổi bật về đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản tại kỳ Asian Cup vừa qua. Nhắc đến trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản, nhà báo Tsuchi mở đầu: đội tuyển Việt Nam khi ấy chỉ xếp hạng 94 trên bảng xếp hạng FIFA, kém xa vị trí thứ 17 của đội tuyển Nhật Bản. Thế nhưng họ vẫn ghi được 2 bàn thắng và dẫn trước trong một khoảng thời gian ngắn. Dù thua 2-4 nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu rất tốt. Về phía huấn luyện viên Jose, ông chia sẻ: để chuẩn bị cho Asian Cup, tôi đã xem các trận đấu của đội tuyển Nhật Bản và quyết định xây dựng hàng phòng ngự ở tuyến tiền vệ, mục đích là để phá vỡ lối chơi tấn công của đội tuyển Nhật Bản. Xét về lực lượng của đội tuyển Việt Nam sẽ phải phòng ngự 70% thời lượng thi đấu. Tôi yêu cầu các học trò phải duy trì tính kỷ luật và tổ chức. Nhà cầm quân người Pháp đồng thời chỉ ra rằng đội tuyển Iran đã áp dụng lối chơi tương tự để thắng đội tuyển Nhật Bản tại tứ kết. Kebut Suzuki còn miêu tả huấn luyện viên Chuse đã rất tự hào khi nói về đội tuyển Việt Nam sử dụng hiệu quả chiến thuật này. Đề cập đến 2 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Nhật Bản, huấn luyện viên Chuse thừa nhận: đội tuyển Việt Nam không có tiền đạo giỏi nên chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho những tình huống cố định. Đó là thứ vũ khí duy nhất gây nguy hiểm cho đối thủ. Từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup năm 2000 nên huấn luyện viên Chuse rất am hiểu về bóng đá Nhật Bản. Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam nhận xét thêm về đội tuyển Nhật Bản: đội tuyển Nhật Bản sở hữu thứ vũ khí mà đội tuyển Việt Nam không có, đó là sự bùng nổ cá nhân trên sân. Về mặt chiến thuật, đội tuyển Việt Nam có thể đương đầu với một số tình huống tấn công của Nhật Bản, nhưng sự tỏa sáng của các cá nhân bên phía Nhật Bản đã giúp họ giành chiến thắng. Và xin kính thưa quý vị và các bạn, theo báo giới Indonesia, đội tuyển nước này có thể tận dụng 3 điểm yếu của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đụng độ thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng tới. Tờ Sura cho biết đội tuyển Việt Nam để lộ hàng loạt điểm yếu tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 và hy vọng huấn luyện viên Sintayang sẽ khai thác tốt để mang lại chiến thắng cho Indonesia. Việt Nam sẽ đối đầu với Indonesia ở 2 trận thuộc vòng bảng F ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á vào ngày 21 và 26 tháng 3. Trận đầu tiên diễn ra trên sân Gelora Bung Karno của thuộc Jakarta vào ngày 21 tháng 3, còn trận tiếp theo sẽ ở sân Mỹ Đình vào ngày 26 tháng 3. Hai trận đấu này có ý nghĩa quyết định không chỉ với Việt Nam mà cả Indonesia để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Sau hai lượt trận, đội tuyển Indonesia xếp cuối bảng F với 1 điểm, còn đội tuyển Việt Nam có 3 điểm đứng nhì bảng. Vì vậy, đội bóng của huấn luyện viên Sintayang kỳ vọng sẽ tận dụng hết cơ hội, tận dụng hết điểm yếu của đội tuyển Việt Nam để chiến thắng. Báo giới Indonesia cũng chỉ ra rằng những điểm yếu của đội bóng của huấn luyện viên Thuse. Theo tờ báo Thura, điểm yếu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam là thể lực mà huấn luyện viên Philip Thuse vẫn đang phải cải thiện. Huấn luyện viên Thuse từng cho rằng đội hình của ông có thể duy trì thể lực khi thi đấu với cường độ cao trong vòng 60 đến 70 phút. Điều này trái ngược với lối chơi của ông Thuse tập trung vào cường độ cao, kể cả khi không có bóng. Trong khi đó, tờ Bulletin nhận định đội tuyển Việt Nam đang sa sút phong độ sau thành tích thất vọng bị loại vào vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2023 với 3 trận thua, trong đó thất bại 1-0 trước Indonesia tại vòng bảng. Trước giải đấu này, đội tuyển Việt Nam cũng đã trải qua một trận đấu giao hữu không thành công với thất bại trước Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Trung Quốc. Một số tờ báo của Indonesia còn chỉ thêm những điểm yếu của thầy trò huấn luyện viên Chuse, đó là các tuyển thủ của Việt Nam đã không giữ được cái đầu lạnh và dễ bị kích động bởi cảm xúc trong những trận đấu gần đây. Theo tờ báo Thura, vấn đề này phần nào đã được bộc lộ ở vòng chung kết Asian Cup 2023 khi Thành Long và Khuất Văn Khang lần lượt nhận thẻ đỏ ở các trận đấu gặp Indonesia và Iraq. Còn theo các bạn, hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia diễn ra tại sân Bung Karno và sân Mỹ Đình sẽ như thế nào? Hãy comment ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Đến nhà báo Quang Huy, Quang Tùng cũng đã gay gắt về vấn đề huấn luyện viên Thuse. Và tất cả những người hâm mộ chúng ta cũng đã mất niềm tin vào ông Thuse, nên hai trận đấu tới với Indonesia chúng tôi cũng không đặt niềm tin cao vào đội tuyển Việt Nam. Và đây cũng là điểm kết trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.